Yo, what's up anh em? Chào mừng anh em trở lại channel của Minh Kiều nhá. Hôm nay tôi sẽ đi tiến hành ép Sanji lên max kỹ năng P và xả nhiệm vụ 65 tướng ở bên server EU anh em ạ. Hiện tại là server EU đã reset nhiệm vụ 65 tướng rồi. Đã reset nhiệm vụ 65 tướng rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ đi vụt trước server Việt Nam. Server Việt Nam thì chắc chắn là mùng 2 tháng 9 người ta sẽ đáp bom ra diện 65 tướng cho anh em 3 vòng nhá. Anh em chắc bây giờ là nhịn phút đã chỉ rồi. Chỉ còn nhà mà chẹt rồi. Rồi. Hôm qua là nhận phần thưởng top 1 anh em ơi. Dear Captain, you have a chat no one during last time ranking event. Nhận được 250 mảnh tùy chọn và cái quả phần thưởng top 1 anh em nhá. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem review phần thưởng này. Đây, bây giờ đã có một đống mảnh rồi. Bây giờ tôi đã thiếu hai, tôi thiếu mất hai con sạn nữa thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xả sự kiện 65 tướng và ép sạn này. Hiện tại là có 212 vé, 17 thủy tinh thế lực. Phút viết chắc là đủ đây, ok, let's get it now. Ok, trước khi vào đầu clip thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Một game đánh bài Kawin hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng các bạn. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa là anh em tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều. À, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện xui xẻ ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh. Lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn là 29m. Mày sẽ đi test cho VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện dung cây tiền. Đây cây tiền đây, dung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. Nhận này. À, đây là dung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này, bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu con nhà bà tài, đi vào làm tí đã. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, gần mỗi số điện thoại thôi. Và chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào. Tài à, ấy à, căng nhà. Đi thêm tiếng nữa nào. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vẫn tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vẫn tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng của tôi 17m có tài vẫn có xỉu được. Đây anh em nhìn tôi vả thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nhá. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nhá. Anh em có thể nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Vào vụt 2m luôn. Xịt thộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa. Quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4m. Là làm 2m nhẹ nhàng luôn. À vẫn đang là cá cược à. Ok. Như vậy là đã xong con game siêu hot này. À quên, chưa giới thiệu cho anh em về hình thức nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Cổng gạp trả cào Momo, Zalopay, Viettel, QR Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tải về tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nhá. Ok. Hiện tại là tôi đang có một con code siêu ngon để cho làm sự kiện 10k sắp cho anh em nhá. Tôi sẽ dạo này bận quá anh em ạ. Chưa có thời gian rảnh để là tạo sự kiện cho anh em đây. Khá bận. Nên anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ anh Kiều nhá. Bây giờ tôi sẽ đi vụt nhiệm vụ 65 tướng trước đây. À nào, từ. Trước khi vụt tôi về refresh thử ở đây nào. 1 2 3 4 5 chỉ chắc 10 lần thử nào. 6 7 8 9 10 nịt anh em ạ. Được đúng cái nịt luôn. Tôi sẽ đi vào xả vé đây. Usopp à. Sate game hajime o ka. Ok, âm thanh đã chuẩn. Đã chuẩn đét. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xả Tashigi này. Lucy này. Kafila này. Bác ghi này. Kuzan này. Đó. Tí tôi sẽ đi test Sanji ở trong đảo quỷ nữa anh em nhá. Blackbeard ui double kill à. Double kill này. Tí sẽ test Sanji kết hợp với team ở trong đảo quỷ đánh con Rayza anh em ạ. Xem kết hợp với xanh
sẽ khét này nẹt như nào nhá. Ryoma này, Sengoku này, Double Q này, không có Triple Q nhỉ. Anh em nào sau này muốn xả sự kiện 65 tướng mà muốn lên TV ấy thì cứ inbox của tôi nhá. Đâu rồi, Chopper này, Magellan này, Smoker, Lucy, chưa thấy con tứ hoàng nào nhỉ. Chopper. Ô, mày à. Đây là Double Q này. Wow. Triple Q, không có Triple Q. Ok. Con này xả nốt à. Chưa thấy tứ hoàng đâu anh em ạ. 1 2 3 4, chưa thấy tứ hoàng đâu nhá. Sẽ đi vụt mạnh này. Mở hết các mạnh luôn. Lucy này. Con này mở sạch sẽ luôn. Mở hết chỗ này vẫn chưa đủ đâu, vẫn chưa đủ sự kiện 65 đâu. Chúng ta vẫn cần phải vụt thêm đấy anh em ạ. Nào. Tứ hoàng này. Tứ hoàng này đúng rồi. Cần mấy con tứ hoàng rách này thôi. Chứ đừng ra tứ hoàng xịn làm cái gì cả. Ôi giời ơi, rồi. Tứ hoàng tinh anh này em ạ. Đây là mạnh mở tứ hoàng tinh anh. Nhưng mà tôi có cần tứ hoàng tinh anh đâu. Tôi cần mấy con tứ hoàng rách thôi. 22 còn đây rồi, tứ hoàng rách đây rồi. Cần tứ hoàng rách đây anh em ạ. Được đúng một con tứ hoàng, 22 con. Ta Sigi này. Mạnh 4 sao này. Nốt này. Mạnh 3 này. Bây giờ sẽ đi ép sạn Z và chuyển kỹ năng SP anh em ạ. Training pass nhận cái. Ok, được thêm 8 con nữa rồi. Nhận á, 1 2 3 4 5. Thiếu mất 57 con nữa rồi. 57 con thì khả năng là vẫn đủ đấy. 20 ngày cơ mà. Sư-điều. Mugiwara. 1 2 đấy. Oriwa Santoryu. Mình vẫn có duyên với hải tặc hơn anh em ạ. Đấy, biết ngay mà. Namisoan. Tôi biết ngay là tôi vẫn có duyên với hải tặc mà. 1 2 3 4. Đấy chưa, mình bảo rồi. Mình bảo là mình vẫn có duyên với hải tặc rồi anh em ạ. Oriwa Santoryu. 1 2 3. Đấy, ui giời ơi, hack. Ui ơi, có mười mấy viên, 17 viên mà. Rồi mở được 4 5 con, 3 4 con rồi. Ui giời ơi, cái gì đấy? Bình tĩnh thôi. Hack game nó từ từ thôi chứ. 1 2 3 4 5. Ui giời ơi, chết rồi. Anh em đếm tôi 17 viên mở từ nãy ra được bao nhiêu con rồi? Gần chục con chưa? Ủa, 1 2 3. À, mày tưởng kết có hậu nữa thì tưởng cái kết có họng thì khét luôn đi chứ còn gì đâu. 1 2 3 4 5. Hải tặc đống rồi. Ờ. 65 tướng là được 10 con này. Ok, bây giờ để tôi xem đi nâng phút này. Nâng phút này. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vụt sạn và vụt xanh nhá. Vụt sạn và vụt xanh luôn này. Tôi sẽ cho hết ra ngoài, cho sạn với xanh vào đây cho nó dễ nhìn anh em ạ. Dễ nhìn nhá, sạn này. Sạn là tôi cần một con sạn 6 sao đúng không? Hiện tại là tôi đã có con sạn nào đấy chưa? À, chưa có sạn siếc nào đây cả anh em ạ. Cần một con sạn 6 sao nữa. Có nghĩa là chúng ta thiếu 200 mạnh nữa. Đây có sạn nào chưa? 45 sạn rồi. 45 thì chúng ta thiếu 155 mạnh sạn nữa anh em ạ. 155 mạnh nhá.
155 mảnh sạn gì này. Ok, chúng ta sẽ có hai anh sạn nữa nha. Hai anh sạn này. Lên sạn 6 này. Cần một hero 6 sao. Lấy con Komoria đi. Ok, lên sạn này. Úi giời ơi, chúng ta chuẩn bị có sạn đôi cánh của hải tặc nha. Tôi lắp luôn đôi cánh của hải tặc này. Tét luôn đôi cánh của hải tặc cho anh em xem nhá. Một con này, hai con này. Ok, chúng ta có hai con phút 9 sao để lên anh sạn 11 sao này. Vút. Rồi, đã có sạn 11 sao. Bây giờ tôi sẽ đi chuyển kỹ năng SP của Wanomaku sang em nhá. Chuyển kỹ năng SP từ Wanomaku sang này. Chen Surfer. Sạn. Cần 80 mảnh để chúng ta có 8 điểm kỹ năng SP cho sạn này. Vút. Đây, Wanomaku đã về mò. Và sạn chúng ta tạm thời để 4 điểm kỹ năng SP này. Đây, tôi sẽ đi vụt điểm kỹ năng SP cho sạn anh em ơi. Tôi sẽ vụt luôn điểm kỹ năng SP cho sạn nhá. Cộng này. 1 cộng 2 trước đã. 2. 2. Ok. 1 này. Mắc nội tại 3 4 này. Mắc ulti là 2244 trước đây. 2244 là cực kỳ ngon cho sạn anh em nhá. Cái chiêu 1 này thực ra là thật sự 2244 là tôi đã thấy sạn là ngon lắm rồi. Đã thấy sạn là ngon lắm rồi anh em ạ. Vì thực chất là nó đến từ cái chiêu ulti trừ 5% thủ này. Với cả cái nội tại siêu mã gen của nó anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vụt xanh này. Một phát này. Phút. Phút khóa unlock. Một này. Còn nữa là hải quân. Đúng rồi. Ăn lóc này. Kuzan 9 sao. Chúng ta ép được cả Kuzan 9 sao đấy. Được đấy. Chúng ta sẽ có này. Ok. Rồi. Xanh thần tị red hair này. Thêm được. Cái này là gần như là mắc cho xanh rồi đấy anh em ạ. Gần như là mắc đấy nhá. 1, 2, 3. À đâu. Cần 3 phút mà. Kuzan 8 sao đây. Thêm một phát điểm kỹ năng SP lại cho xanh này. Đây. Tăng vào chiêu 1 anh em ơi. Đấy, mắc chiều 1 ạ. Xanh này là gần như là mắc rồi. Cái nội tại là từ 2 điểm là chúng ta chơi thoải mái rồi anh em ạ. 2 điểm chơi thoải mái luôn. Thêm một chút nữa thì nó sẽ có thêm một tí tỷ lệ hóa giải hiệu ứng thôi. Đấy, cộng thêm một tí attack cộng mắc rồi. Attack cộng 45 hay 20 rồi. Gần như là mắc cho xanh rồi. Đây, điểm SP cuối cùng của chúng ta cần một hero tứ hoàng 9 sao. Tôi lấy luôn con cờ đốc cướp này được rồi. Và hai hero 9 sao nữa. Thì mắc nhiệm vụ 65 tướng có một hero 9 sao rồi. Xanh thì chúng ta lúc nào cũng đủ anh em ạ. Xanh thần tị 1 ở đây. Còn hai con xanh, còn xanh khóa nhá. Ok. Bây giờ tôi sẽ đi mặc đồ và test cho Sanji này. Let's get it. Ok anh em, sau khi đã build xong đồ thì tạm thời chúng ta sẽ chơi Sanji theo kiểu này nhá. Tạm thời chưa có đá anh em ạ. Tôi sẽ phải chơi tốc độ liên kích level 4 tạm ra. Và tôi chơi cái cốc cho Sanji anh em ạ. Cốc cho Sanji nhá. Tôi sẽ test độ trâu của anh ba Sanji. Test miễn tử 2 lần, test đép cộng 50%. Khi siêu mã gen thức tỉnh nên Blue Icon chúng ta sẽ có đép cộng 50% và miễn sát thương cộng 20% anh em ạ. Lúc vào đép cộng 30% thì có 80% đép ạ. Đây trừ 50% phòng thủ này. Credit đêm trừ 30%, bỏ qua miễn nhiễm debuff kéo dài 2 round ạ. Đây nữa trừ 15% attack, trừ 10% credit đêm. Thế chính vì thế là con này liên kích rất là quan trọng anh em ạ. Cái chiều 1 thì nó không ăn thua lắm, chương 1 thì không ăn thua lắm. Bây giờ tôi sẽ đi test ở trong đây, gặp ông Dom trước. Ông Dom đóm tình yêu đó, ông này khỏe lắm anh em ạ. Xếp lại cái team ạ. Cho Yang Eli đứng đây đi. Cho Yang Eli đứng đây đi. Ok. Tạm thời này nào. Vụt thử bác Dom này nào. A đứng giữa à. Để xem nào. OC đâu. Một hit này. Hai hit này. Chưa giảm tốc của đội bạn luôn à. Ở càng nhờ. Bao giờ rồi mình chưa giảm tốc được Zoro đội bạn. Hỏng rồi. Ok. Zoro đội bạn cũng không giảm tốc được Roro của mình. Ừng lắm. Cá ưng lắm anh em ạ.
Chết rồi, con A đi trước rồi, hỏng chó rồi. Ok, nó không liên kích. Ok, sạn gì của tôi vừa mất viễn tử xong. Vừa mất viễn tử hỏng rồi, ăn đắp gạch rồi. À, mày quá. Nhưng mà không liên kích. Vừa ăn quả đắp gạch khá đầu nhá. Rồi, sạn gì ulti. Đảm bảo e nhá, 8.9 triệu này, khá đầu. Liên kích à. Đây là tôi vẫn chưa build đồ mắc bình nhá, đồ hắn là đồ rất lỏ anh em ạ. Đam khá đầu, đam đầu bằng A đấy. Đồ rất là lỏ nhá, đồ hiện tại đang khá lỏ, chưa có đồ để mặc cho Sanji anh em ạ. Đôi cánh của vua hải tặc, mắc khi đang gần, mắc khi đang FP ra sân này. Quá ngon, chúng ta thiếu mất vua hải tặc nữa, nhưng mà vua hải tặc tương lai của chúng ta khá lỏ. Luffy gear 5 anh em ạ. Chưa khóa mõm được ai à? Young Rayleigh nào, 5.3 triệu này. Chết rồi, xanh của mình khả năng bị khóa mõm rồi. À đâu, xanh của mình có phải attack cao nhất đâu. Tutorial đội bạn này. Ủa, ủa đau nhá. Ủa đau nhờ. Căng đấy. Càng đấy, càng đấy anh em ạ. Đau thế nhỉ. Úi cái Temio. Đau nhá. Zoro mất nội tại này. Căng nhở, căng đấy. Một hit này. Kill tôi đi nội tại. Này thì ông đùa mấy tôi này, 28 cổ. Một liên kích nữa. Một, ui dùa, ôi chém màu xanh. Ui ơi, nó nét. Ui ơi, sạn. Sạn vẫn đang hơi yếu anh em ạ. Sạn vẫn đang hơi yếu nha, chém quả rúi rụi anh em ạ. Chém quả rúi rụi luôn. À, Pontogat DS này. Chém quả rúi rụi. Test thêm một trận nữa nào. Hiện tại ông em mình chưa ăn được. Kiếm một ông nào dễ thở tí nào. Đây rồi. Captain đi Luffy rồi. Captain đi Luffy thì mình sẽ để đội hình này đi. Ok. Để vụt nhau với Captain đi Luffy đây. Ông này mới lấy 3 ghi nhá, khét phết đấy. Mới lấy 3 ghi đấy các bạn. Rồi, tôi để sạn đứng đầu tanh cho nó khét. Thức tỉnh siêu mã gen này chúng ta không còn sợ gì nữa. Một đạp này, xe sát thương này. Cái chiêu 1 của sạn thì sát thương thôi. Nhưng tôi test lần trước cho anh quả kèo gần mắc kỹ năng HP đấy thì cái chiêu 1 của sạn sát thương chưa đau. Kinh ngực công ngực căn 4 triệu à. Ê à, đội bạn vụt trước à. Ok thì đội bạn vụt trước. Thì đội bạn vụt trước 16 triệu này. Không liên kích à, cày nhá. Ăn giảm tốc của con Gear 4 khó chịu phết nhờ. Sanji. Một sút 6.7 này, giảm thủ. Ôi dồi ôi, nó phản kích ulti nha bạn. Giảm thủ con Zoro nhá. Liên kích này. Kìa như Jumbo. 6 cổ. 7.2 triệu này. Ủa, xanh vừa chém quả 15 triệu anh em ạ. Nẹt căng luôn. Ép mắc kỹ năng FP ở chiêu 1. Úi giời, hồi 14 triệu. Nhảy đầm ngay. Chém nhấc người luôn anh em ạ. Xanh chém, ui ôi 3 ghi thì cũng nên thớt. Ít nữa mình ép nốt 3 ghi thay cho con Uta. Không, 3 ghi thay cho Young Daily thì càng đẹp hơn. Team sẽ cứng hơn anh em ạ.
nhưng mình cứ thấy bỏ Yang Ely ra team nó cứ làm sao ấy, nó cứ làm thao anh em ạ. Một sút này đứt xích, tuột xích ngay chứ còn gì nữa. Ok, như vậy là mình đã test xong lấy sạn gì và test kỹ năng SP cho anh em nhá. Đánh PK khá khỏe đấy. Còn đâu clip đã đánh dẹp đào quỷ ngày mai tôi sẽ gửi đến cho anh em nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ anh Kiều nhá. Bye bye anh em.